Trụ trong cõi thật báo trang nghiêm của Phật Cõi thật báo trang nghiêm của Phật Cũng chính là cõi thật báo trang nghiêm của chính mình Chứ vậy phải biết điều này Đức Phật có bốn cõi Mỗi người chúng ta đều có bốn cõi Bốn cõi hiển hiện như thế nào? đều do ý niệm của chính mình mà hiển hiện nói cách này mọi người sẽ dễ hiểu chính phật có nói hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng cũng có nghĩa là bốn cõi sanh từ tâm tưởng trong tâm quý vị nếu có vô minh phiền não, có trần sa phiền não, có kiến tư phiền não, tâm quý vị có ba thứ phiền não ấy cõi phạm thánh đồng cư trong tự tánh của quý vị liền hiện tiền như quả địa cầu hiện thời là cõi phạm thánh đồng cư Khởi tâm động niệm Ba loại phiền não ấy thấy đều trọn đủ Trong cõi Phạm Thánh Đồng Cư Cũng có người rất hạnh phúc Rất sung sướng Có người rất đau khổ Chịu tội Đó là do nguyên nhân nào Mỗi người có nghiệp lực khác nhau Người tâm thiện Hành vi thiện Ở trong cõi đồng cư Bèn có hạnh phúc Mỹ mãn sung sướng Cảnh giới ấy hiện tiền Nếu tâm hạnh người ấy chẳng lành tiêu chuẩn thiện là thật thiện nghiệp đạo. Do tâm hạnh của người ấy trái nghịch thật thiện nghiệp đạo sẽ hiện thành cõi nước bất thiện. có lắm nỗi đau khổ, như kinh đã nói. tám nỗi khổ xen nhau nung nấu có hiện tượng ấy xuất hiện nếu nghiêm trọng thì trong cõi đồng cư sẽ hiện gì hiện ra ba ác đạo là ngạ quỷ súc sanh và địa ngục chẳng phải do điều gì khác mà có mà là do tự tâm hiện ra trong kinh đại thừa đức phật thường nói duy thức sở bí Thức là phân biệt chấp trước Từ phân biệt chấp trước của quý vị Mà biến hiện cảnh giới ấy Cho nên đạo lý Cảnh chuyển theo tâm là ở chỗ này Chúng ta liễu giải đạo lý này Biết chân tướng sự thật này Đối với lời Phật dạy Chẳng hoài nghi mảy may Vì thế Trong bất cứ hoàn cảnh nào Cũng chẳng quán trời hơn người biết rằng đúng là tự làm tự chịu chẳng liên quan đến ai khác bởi lẽ nhân quả cá nhân do chính mình gánh giác nếu có vị oán người khác sẽ là tội càng thêm tội phiền phức có thể to lớn hướng chịu khổ báo chẳng bao giờ hết vì thế phải hiểu rõ